Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đọc trên một trang báo người Việt có một tin này đọc tới đọc lui vài lần rất cảm động và là một niềm rất là vui để chia sẻ với tất cả mọi người chúng ta trong mùa đại dịch này. Dù bất kỳ ở một nơi nào cũng luôn luôn có những tấm lòng vàng. Họ làm những gì, họ cảm thấy mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác chia sẻ được là họ đều chia sẻ. Ai cũng muốn chia sẻ tình yêu thương đến với tất cả mọi người. Dù một tiếng nói, dù một đồng tiền, nhỏ hay lớn. Hôm nay trên trang báo Người Việt có một bài rất hay. Bởi vậy chúng ta mới biết được rằng sau 5 phút không biết chuyện gì sẽ đến với chúng ta được và mất. Cho nên ở hiền sẽ gặp lành, cho đi là còn mãi. Mình xin đọc bài này gửi đến các bạn cùng nghe. Nhân viên nhà hàng ở New Jersey được khách tiếp 1.000 đô la. Mặc dầu là bữa ăn của ông ta chỉ có 43 .18 đồng 18 sen, mà ông đã cho 1.000 tiền tiếp. Tiền bo đó các bạn, tiếng Việt mình gọi là tiền bo đó. Trên cái receipt ghi và nhà hàng đã chụp hình lại và gửi cho nhà báo thì nhà báo mới đăng lên để cho mọi người được biết số tiền là 1.043 đồng 18 sen. Ông ăn chỉ có 43 đồng 18 sen mà thôi. Ký tên để lại và ông có viết kèm một cái tờ giấy để gửi cho những nhân viên trong nhà hàng này với nội dung như sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn chịu khó làm việc trong giai đoạn khó khăn này. Hè nào, Gia đình tôi cũng mong đến nơi đây để ăn sáng với các bạn. Ông viết một cái mẫu giấy ông để trên bàn như vậy. Và chúng tôi cảm ơn các bạn vì đã nấu ăn rất ngon và luôn tươi cười. Mong các bạn nhớ rằng chúng tôi biết ơn các bạn rất nhiều. Bởi vậy, nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ. Tất cả chúng ta dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc là chúng ta bị một cái điều gì đó, chúng ta hãy luôn luôn nở một nụ cười. Nụ cười của chúng ta có thể loan tỏa đi khắp nơi và trong cái cơn giận hờn của một ai đó cũng sẽ có một phần nào lắng dịu nếu chúng ta luôn luôn nở một nụ cười trên môi. Nở một nụ cười trên môi là mình nhớ lời của ba mẹ mình dạy mình từ hồi còn bé xíu. Con nên nhớ dù bất kỳ chuyện gì xảy ra chỉ im lặng và cười thì con sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống cho nên là mình luôn luôn nhớ điều đó các bạn và một điều may mắn nhất là ông trời cha mẹ mình đã ban được cho mình một cái miệng móm và cái này là móm duyên nha các bạn chứ không phải là móm sọm đâu ok <laughs> khi già rồi thì chắc là nó sẽ móm sọm đó nhưng mà bây giờ thì cũng ok nói chung là một cái miệng móm móm mà nói chung là mình cũng cảm thấy là rất có duyên các bạn chứ không phải là như nhiều bạn nói đâu cái này là mèo khen mèo dài đuôi đó nhưng mà thật sự là như vậy mình rất hãnh diện và rất vui khi là mình có được một cái miệng móng duyên mà cười cái nụ cười của mình mình thấy rằng cũng đã mang được rất là nhiều niềm vui đến cho mọi người đó thì à, lâu lâu khoe khoang một chút mọi người đừng có ném đá mình nha <laughs> Bây giờ mình xin chia sẻ cái bài báo này để mọi người ha. Nhân viên ở nhà hàng New Jersey được khách tiếp 1.000 đô la. Nhà hàng nhân viên ở New Jersey xúc động đến rơi nước mắt khi một khách hàng lâu năm tiếp 1.000 đô la dù họ chỉ ăn có 43 đô 18 sen theo hãng thông tin UPI hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7. Ông Arnold Teixeira chủ nhà hàng The Starving Art ở Orson Grove cho biết vị khách này để lại số tiền bo khổng lồ với nhiều giấy cho nhân viên cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn chịu khó làm việc trong giai đoạn khó khăn này hè nào gia đình tôi cũng mong đến đây ăn sáng với các bạn mẫu giấy viết chúng tôi cảm ơn các bạn vì nấu ăn rất ngon và luôn tươi cười mong các bạn nhớ rằng chúng tôi biết ơn các bạn rất nhiều. Ông Siterra kể mọi người làm việc ở nhà hàng hôm đó đều xúc động. Chúng tôi cùng đọc mẫu giấy, sau khi ông ấy đi, tất cả chúng tôi đều khóc. Ông Thierry nói với nhật báo địa phương Asbury Report, ông Thierry cho biết, ông chia đều số tiền tiếp cho 7 nhân viên làm việc hôm đó. Bài viết của TH Long và cũng trên trang báo người Việt có một bài này rất hay và chúng ta cũng cần đọc qua để biết thêm. Đây là Colorado, là một khu nhà rất là giàu. Mà đây chính là một ông giám đốc công ty năng lượng ở Colorado. Ông đã dùng chiếc xe truck của ông để ông rượt đuổi và ông chặn cái chiếc xe màu đỏ này lại. Trên chiếc xe này thì có một cặp một nam và một nữ người Hispanic tức là người Tây Ban Nha và ông rút súng ra ông đe dọa đòi bắn bể đầu hai người ngồi ở trong xe hai người này họ đi lạc đường họ tới thăm nhà một người bạn để chuẩn bị người bạn ngày hôm sau có đám cưới nhưng mà cái bé đã dẫn họ đi tới nhà của ông này theo bản tin của Newsweek hôm thứ sáu ngày 10 tháng 7 ông Ford giám đốc điều hành công ty khai thác dầu hỏa và khí đốt có tên Resource Energy mới đây đã bị cảnh sát địa phương yêu cầu tới trình diện sau khi bị anh Chris Ochawa, 26 tuổi và bạn gái cả hai đều là người Hispanic, gọi nông na là người mẹ đưa đơn tố cáo là đã chỉa súng hăm dọa họ sau khi Cặp này lái xe lầm vào khu nhà giàu ở Sedalia, tiểu bang Colorado. Nằm cách Denver khoảng 30 dặm, chừng 48 cây số về phía nam. Trong bản post trên Facebook ngày 28 tháng 6, anh Ochawa và cô bạn gái nói đang lái xe một chiếc xe thuê đến căn nhà nơi tổ chức lễ cưới của người bạn vào ngày hôm sau. Thì app của Apple Maps dẫn họ tới lối vào nhà ông Favre trong khu gọi là khu El Ricker Sticks, do không thấy các xe nào khác anh Ochawa lùi lại để ra khỏi con đường này tuy nhiên họ không biết rằng khi lái xe vào nơi đây họ đã khiến gây báo động trong nhà ông Favre nhảy lên xe truck rượt theo chặn xe của cặp này lại và rút súng chĩa về phía họ anh Chawa nói người bạn gái vẫn gọi được số cấp cứu 911 dù hai người phải đưa tay lên cao. Ochawa sau đó nói với cảnh sát viên văn phòng, cảnh sát trưởng Dollet County rằng anh và người bạn gái cố ngồi im không cựu quậy vì sợ rằng ông Farray trong cơn giận dữ có thể bắn họ bất cứ lúc nào. Khi cảnh sát đến nơi, ông Farray chối không hề rút súng nhưng bạn gái của anh Ochawa đã dùng điện thoại thu được hình ảnh ông Farai cầm súng đe dọa. Lúc đó ông Farai đổi giọng, nói rằng mình không nhớ việc rút súng vì đang dùng thuốc giảm đau. Theo cảnh sát, hành động của ông Farai có tính cách đe dọa hình sự và có thể bị bắt. Tuy nhiên, anh Ochawa và bạn gái có quyết định không thưa kiện sau khi người chủ căn nhà nơi có lễ cưới ngày hôm sau dọa sẽ không cho mượn nếu anh Ochawa thưa cảnh sát vì bà ta không muốn có sự bất hòa với người trong cộng đồng này. Ngày hôm sau, anh Ochawa không đến dự đám cưới của bạn vì sợ lại vào khu vực sinh sống của ông Favre. Trên trang Facebook của anh, Ochawa viết Tôi muốn mọi người nhìn kỹ mặt của người này vì ông ta đe dọa tính mạng tôi và bạn gái của tôi vì người trong cộng đồng này bên vực ông ta. Cơ quan cảnh sát nói, nay anh Ochoa muốn họ có cuộc điều tra và nếu ông Farre không tự đến để trình diện, họ sẽ đưa Jack truy lùng. Bài viết của Vi thì theo như chúng ta biết, đã từ bao lâu nay, Tổng thống Donald Trump không bao giờ ông đeo khẩu trang. Nhưng đến bây giờ, trên trang báo Người Việt, có đăng một bài lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang trước công chúng Và có một bức ảnh như mình để ở trên đây, ông đã đeo khẩu trang Tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang trong chuyến thăm bệnh viện quân sự vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 7, lần đầu tiên trước công chúng kể từ ngày đầu đại dịch Covid-19 đến nay. Ông Trump đi trực thăng đến bệnh viện Watery National Military Medical Center ở ngoại ô Washington để thăm quân nhân bị thương cũng như nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Khi khởi hành từ tòa Bạch Ốc, ông nói với báo giới, đặc biệt là ở bệnh viện, tôi nghĩ người ta yêu cầu đeo khẩu trang. Khi đến nơi, bước xuống trực thăng, Tổng thống Trump không đeo khẩu trang mãi đến khi bước vào sảnh bệnh viện bắt đầu chuyến thăm thì ông mới đeo. Thời gian qua, tổng thống Trump cương quyết không đeo khẩu trang, mặc dù Covid-19 làm thiệt mạng hơn 134.000 người Mỹ và trên 3.2 triệu người nhiễm bệnh. Và mặc dù nhiều giới chức khác đã đeo và chuyên gia y tế khuyên nên đeo, hầu hết chính khách cao cấp Đảng Cộng hòa như phó tổng thống Mike Pence khuyến cáo đeo khẩu trang. Khi dịch bùng phát mạnh ở mùa hè năm nay, tuy nhiên, tổng thống Trump không đeo khẩu trang khi dự họp báo, khi họp với nhóm đặc nhiệm chống Covid-19 của tòa Bạch ốc, khi vận động tranh cử, khi dự những chương trình công cộng khác. Những người thân cận với tổng thống Trump cho rằng, hãng tin AP cho biết, ông sợ đeo khẩu trang nhìn sẽ yếu đuối và lo ngại rằng nó sẽ khiến công chúng tập trung vào đại dịch chứ không tập trung vào phục hồi kinh tế. Mặc dù bản thân không đeo khẩu trang, thời gian qua, ông Trump đưa ra tín hiệu lẫn lộn về vấn đề này. Ông thừa nhận nên đeo khẩu trang ở những nơi, trong nhà mà người ta đứng quá gần nhau. Tuy nhiên, ông lại chỉ trích phóng viên nào đeo khẩu trang trong dự họp báo. Ông còn mỉa mai chuyển ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden đeo khẩu trang và ngụ ý rằng Ông Joe Biden nhìn yếu đuối. Trước chuyến thăm bệnh viện Waterloo lần duy nhất công chúng nghe nói, ông đeo khẩu trang là trong chuyến đi nhà máy của hãng Ford ở Michigan hồi tháng 5. Và mình xin tạm dừng video ở đây và thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em luôn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.